Thần tài chỉ thẳng mặt, bốn con giáp khổ sở, chật vật đủ rồi. Đến hồi chuyển mình, lộc rơi trúng nhà, tiền tiêu thả ga không hết. Đúng trong ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, phần lớn những tín chủ ở đây đã đều phải trải qua một cái cuộc đời khá là sỏi đá trông gai, lên thác xuống gành, mệt nhọc. Nhìn lại thì chỉ toàn thấy là khổ sở, bất công ngang trái, làm công việc, làm công nhân thì vất vả như trâu như ngựa mà vẫn bị đày đọa. Làm tốt thì bị đồng nghiệp ghen tị, chọc phá, mà làm sai thì bị cấp trên, trách phạt, nặng nề. Tháng kiếm được chút tiền cũng chỉ để đóng học và lo trang trải cuộc sống cũng phải chật vật khó khăn. Trải qua cả đời vất vả chạy theo cái đồng tiền. Như vậy, tưởng cuối đời sẽ để ra được một chút ít để mà an dưỡng tuổi già. Ai dè, đến lúc đau đớn hấp hối thì vẫn có người chẳng có tiền để mà đi bệnh viện chữa trị nữa. Anh em họ hàng thì cũng ngoảnh mặt quay lưng. Chỉ có con cái ở bên cạnh thì cũng chẳng thể giải quyết được cái vấn đề gì, vì con cái cũng đang khổ sở nhục nhã trăm bề. Hiểu rõ được cái sự thống khổ này, các bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông cũng đã luận giải chi tiết những lời nhắc mệnh dành cho bốn con giáp cực kỳ may mắn trong cái ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch tới đây. Nếu mà tín chủ hữu duyên nghe được cái lời nhắc mệnh này, hãy chiêm nghiệm, bởi biết đâu từ nay trở đi cuộc đời của các bạn cũng sẽ bước sang một cái trang mới, đổi vận bất ngờ, giàu sang phú quý. Vậy thì trong cái ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch ngày Tân Mùi này, những con giáp nào là những con giáp may mắn và cơ hội gì sẽ đến với họ? Cụ thể nó rơi vào những con giáp nào? Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho Tử Thông cũng như là để luôn cập nhật những video mới nhất quý vị nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung ấy, cái vận trình trong ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch của những người tuổi Tuất cũng khá là hanh thông thuận lợi. Có được chính ấn nó chiếu mệnh nên là cực kỳ thuận lợi cho các bạn đang thi cử xin việc hoặc là đang đòi cái quyền lợi cho mình. Các bạn cứ bình tĩnh, đấy, cái thiên ấn nó cũng sẽ giúp cho một vài cái mục tiêu, một vài cái dự định của những người tuổi Tuất sẽ được hoàn thành đúng so với dự kiến và cũng thu được những cái trái ngọt bất ngờ. Cấp trên cũng sẽ tự nhìn nhận được cái năng lực của mỗi người cũng như là cái khả năng phát triển của họ. Các bạn không cần phải vội vã đi đòi cái quyền lợi của mình trong thời gian này quý vị nhé. Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng nhìn xa trông rộng của cấp trên, cũng như là đừng vội chụp cái chuyện thiên vị ở công sở. Trong thời gian này, những người có khả năng sẽ luôn được trọng dụng. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy cái mức độ đãi ngộ hiện tại không thỏa đáng như mong muốn thì quý vị hoàn toàn có thể kiếm cái nơi phù hợp hơn. Thưa quý vị, về mặt tiền bạc thì không có gì đáng phải lo ngại. Mọi thứ nó vẫn đang diễn ra trong cái tầm kiểm soát của những người tuổi Tuất. Trong thời gian này cũng được cục diện là mùi thổ động hai hành thổ tương hòa. Vậy nên là cái tài chính ổn định cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tuất để dành được một cái khoản để chi trả sạch nợ nần và có được cuộc sống an khang thịnh vượng. Trong ngày hôm nay cũng là cái thời điểm mà những người tuổi Tuất còn may mắn ở cái phương diện tài chính nữa, được tài tinh nó chiếu mệnh với cái nguồn thu trong ngày hôm nay cũng khá là dồi dào. Các bạn có thể không gì có nhiều tiền bạc đến từ những cái trò may rủi, nhưng hoàn toàn có được cuộc sống ấm no hạnh phúc, no đủ. Bên cạnh đó, những người tuổi Tuất thì tài chính vững vàng, lại biết cách chi tiêu hợp lý. Ngoài ra các bạn còn có các khoản tiết kiệm và đầu tư khả quan, nên là cái vấn đề tiền bạc của các bạn không có gì phải lo lắng. Ít nhất là trong thời gian này, từ giờ đến cuối năm thì cũng sẽ được vững vàng hưởng lộc trời ban. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung trong cái ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch tới đây, ngày Tân Mùi, những người tuổi Tỵ được cục diện là Tỵ, Ngọ, Mùi là tam hội. Và trong ngày hôm nay thì con đường sự nghiệp của những người tuổi Tỵ may mắn lại được chính quan nó tương trợ nữa. Vậy nên đặc biệt là
các bạn mà làm quan chức hoặc là những người sắp đi bầu cử, sắp đi thi ấy, hoặc là những người làm lãnh đạo, những người mà làm sếp ấy, thì cũng sẽ gặp được những chuyện thuận lợi may mắn hơn người. Vậy nên những người tuổi Tỵ nên tranh thủ cái lợi thế để mà tiến hành mọi việc sẽ được như mong muốn của các bạn. Cái sự nghiệp của những người tuổi Tỵ sẽ có những cái bước tiến triển mạnh mẽ trong ngày hôm nay nhờ có được cục diện tam hội là Tỵ Ngọ Mùi nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên những khó khăn trước đó dần dần cũng được tháo gỡ, thậm chí các bạn còn được quý nhân định hướng cho cái hướng phát triển phù hợp trong tương lai. Bên cạnh đó, con giáp này hãy tự tin và ý thức được đâu là cái điểm mạnh của mình để mà có cách phát huy sao cho phù hợp nhất. Các bạn là người có tài năng, nhanh nhẹn, chỉ cần chủ động hơn nữa trong cái việc nhận trách nhiệm, không sợ vất vả, không sợ khó khăn thì ắt sẽ gặt hái được những cái thành công ngoài cái sự mong đợi. Bên cạnh đó, trong thời gian này cái cục diện tam hội nó cũng sẽ giúp đỡ cho các bạn trong chuyện tình cảm, làm gì cũng có người giúp đỡ, cái thái độ sống của các bạn cũng tốt khiến cho mọi người thích nói chuyện với các bạn hơn. Nhờ vậy mà các bạn cũng có được cái điểm cộng trong mắt của cấp trên. Bên cạnh đó, cái vận trình tiền bạc thì nhờ cục diện ngũ hành tương sinh, vậy nên là nói đến độ ham tiền thì không ai có thể qua mắt được những người tuổi Tỵ. Con giáp này luôn có tâm niệm chỉ có làm thì mới có ăn, nên là không dựa dẫm vào bất kỳ ai bao giờ. Đồng tiền các bạn làm ra luôn được chi tiêu đúng cho cái mục đích của mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay ngày 2 tháng 8 âm lịch thì những người tuổi Mùi có thiên ấn ở trợ lực, đâm ra là nó sẽ đem lại cái quyền lợi, cái tiếng nói cho những người tuổi Mùi trong công việc. Các bạn ở cái vị trí có lợi, nếu mà cảm thấy không công bằng thì cũng nên lên tiếng ngay trong ngày hôm nay. Nói chung ấy, trong thời gian này, những người làm kinh doanh, những người làm chủ ấy, thì lại càng khôn khéo được lòng cấp dưới. Bên cạnh đó, trong chuyện tình cảm thì hôm nay sẽ phải trải qua những cái mâu thuẫn với bạn bè, với những người mình yêu thương hoặc là với những người nhà. Tuy nhiên, mọi khúc mắc có thể nhanh chóng được giải quyết. Các bạn biết cách xoa dịu cái căng thẳng và chủ động làm lành với mọi người do là gì? Hai hành thổ tương hòa nó trợ lực. Bên cạnh đó, trong ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch tới đây ấy, thì cũng được dự đoán là một cái ngày khá là bình ổn với những người tuổi Mùi. Về mặt tiền bạc thì cũng không phải lo ngại. Có thể có khả năng quản lý tài chính, tiền bạc, nên là tiền bạc nó cũng sẽ rủng rỉnh đối với những người tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Vì vậy, để bảo vệ cái thành quả lao động của mình, cũng như là để tăng cường cái vận trình nhân duyên nó được tốt lành hơn, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn thứ ba. Thưa quý vị, tiếp theo con giáp may mắn thứ tư Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, trong cái ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch ngày Tân Mùi thì những người tuổi Ngọ được cục diện là Ngọ Mùi là nhị hợp. Vậy nên những người tuổi Ngọ, cái vận trình trong ngày hôm nay được cục diện nhị hợp nó xuất hiện, nó mở ra rất nhiều cái sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của những người tuổi Ngọ. Công việc cứ tiến triển theo kế hoạch thì không gặp phải cái trắc trở, trở ngại gì cả. Hơn nữa, bản mệnh còn có quý nhân giúp sức nên là có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành những cái chuyện mà quý vị đã ấp ủ từ lâu. Tại vì cái tỷ lệ thành công trong ngày hôm nay nó cũng khá là cao. Bên cạnh đó, cái vận khí nó đang đi lên, các bạn cần phải tích cực vươn lên, chủ động nắm bắt lấy cái cơ hội tốt. Chỉ cần các bạn cầu tiến, cần mẫn trong công việc thì mọi thứ cũng sẽ diễn ra tiến triển đúng theo những cái dự liệu của các bạn. Dù vậy thì những người tuổi Ngọ vẫn cần phải lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội kẻo khiến cho cái vận may nó bị tan biến. Nó sẽ rất dễ khiến cho quý vị làm hỏng việc. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì lại được tài tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên là công danh sự nghiệp của những người làm công việc cố định cũng có được cái sự khởi sắc nhất định.
cái việc kinh doanh buôn bán thì vẫn cứ túc tắc có đồng ra đồng vào đều đặn. Xong, muốn phát triển lớn thì quý vị cũng cần phải chờ đợi cái thời cơ và tạo ra những cái cơ hội để bứt phá cho mình. Nhưng mà dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì các bạn cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch để tránh cái tình trạng là tiền vừa vào túi này lại ra túi kia. Bên cạnh đó, cái vận trình tình duyên cũng được như ý do được cục diện là ngọ mùi là nhị hợp, nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên những người độc thân thì có thể đón những cái mối duyên cát lành, hứa hẹn cái sự phát triển thuận lợi. Những bạn mà đã gặp được một nửa kia của mình thì nên cố gắng vươn lên, vun vén cái mối quan hệ để đồng hành bên nhau được trọn đời. Và để bảo vệ cái hạnh phúc cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ tư, đúng không ạ? Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Hợi. Những gia chủ tuổi Hợi được cục diện là Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Vậy nên may mắn trong ngày hôm nay là được cục diện tam hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Quý nhân vận thì cũng vượng. Đó, vậy nên là quý vị cũng sẽ được mọi người tương trợ giúp đỡ, công việc từ đó mà được hanh thông thuận lợi hơn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Hợi sẽ chào đón một cái ngày mới với rất nhiều cái điều may mắn. Có thể nói rằng những cái kế hoạch mà các bạn đặt ra từ trước đó đều đạt được những cái bước tiến triển ấn tượng, khiến cho mọi người xung quanh đều phải trầm trồ và thán phục. Trong sự nghiệp, nhờ có tính cách chính trực, mạnh mẽ, dám thử sức, không ngại khó khăn vất vả, mà các bạn cũng đạt được những cái thành quả xứng đáng với cái công sức lao động của mình bỏ ra. Rất có thể cấp trên cũng sẽ nhận thấy những cái điều mà các bạn đã làm, từ đó đưa ra quyết định tuyên dương, khen thưởng, thậm chí là thưởng nóng hoặc là thăng chức tăng lương cho các bạn nữa. Những người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội nắm bắt được một vài cái cơ hội để triển vọng trong thời gian này. Chỉ cần quyết tâm là các bạn có thể thu về cho bản thân mình và gia đình một cái khoản tiền kha khá. Nhờ có cát tinh nó trợ mệnh, các bạn có cơ hội gặp được quý nhân hoặc là những cái người đồng chí hướng giúp cho mọi việc nó được suôn sẻ, thuận lợi, hanh thông hơn. Vậy nên là các bạn không cần phải lo lắng gì nữa. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, quý vị nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong chương trình ngày hôm nay đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, trong cái ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch ngày Tân Mùi này thì những người tuổi Mão lại được cục diện tam hợp Hợi Mão Mùi nó tương trợ giúp đỡ. Bên cạnh đó, con giáp này còn được thiên tài là chiếu mệnh nên là khá là thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi lúc cũng hơi bao hoa. Trong thời gian này thì sự nghiệp cũng có những cái may mắn bất ngờ nó ập đến, nhưng mà muốn may mắn lâu dài thì các bạn cũng cần phải có cái thái độ tích cực hơn trong công việc. Có thể nói rằng cái sự nghiệp của những người tuổi Mão trong cái ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch tới đây ấy, cũng gặp khá nhiều cái may mắn do có sự giúp đỡ của quý nhân. Các bạn nên nắm lấy cái cơ hội để mà chinh phục những cái đích mà mình đã đặt ra từ trước đó. Nhờ có các mối quan hệ xã giao hài hòa mà bản mệnh làm việc gì cũng được thuận lợi. Các bạn cũng được nhiều người giới thiệu cho những cái cơ hội đáng mà mơ ước, thậm chí là định hướng sẵn để cho các bạn có cái sự phát triển sự nghiệp được hanh thông thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng có thể gặp được một vài cái cơ hội làm ăn khá triển vọng trong thời gian này. Nhờ có cục diện tam hợp nâng đỡ, các bạn nên tận dụng các mối quan hệ xã giao của mình đã xây dựng từ trước đó để khiến cho cái việc kiếm tiền nó trở nên thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, các bạn có thể mở rộng cái mạng lưới khách hàng, đối tác của mình. Nói chung ấy, quý vị cũng nên là cung cấp thêm những mặt hàng mới. Nó cũng sẽ giúp phát triển cái quy mô của quý vị lớn lên và thu về không ít cái lợi nhuận trong thời gian này. Tuy quá trình thực hiện nó gặp phải một vài khó khăn nhưng cũng không đáng kể. Chỉ cần các bạn cố gắng thì ắt có thể là vượt qua được những khó khăn đó. Để có thể làm giàu thì các bạn cũng cần phải có cái nhìn chuẩn xác về thị trường. Các bạn chớ nên ảo tưởng về cái năng lực của bản thân mà nên biết cái khả năng của mình đến đâu để mà lập ra những cái kế hoạch phù hợp. Chớ chạy theo những cái điều phù phiếm mà
dễ chuốc lấy những cái thất bại, khiến cho bản thân phải mệt mỏi mà thành quả thì lại không được như ý. Vì vậy, để hóa giải những hung tinh và mang lại cái may mắn cho mình, thì các bạn cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão quý vị nhé. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi chi tiết của những con giáp may mắn trong cái ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.